Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đoạn thiên tiểu thuyết Lận Đận Vì Tình của tác giả nhà văn Hoàng Minh Tự. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. tại Đa Cao, nơi con đường B, số nhà 11. Trong vào căn phố này có vẻ đẹp, bề chân dọn toàn đồ Âu, bàn ghế hẳn hồi, ngoài mấy cửa phơ nết đều treo ren màn trắng tinh khéo léo. Trước sân trồng kiển, cao vàng, cao đỏ, thiên tuế, ô rô tay, đều có chậu đôn cà thảy. Đây là nhà của ông Phán Lương. Ông Phán Lương nhà cũng dư giả một đôi ngàn. Ông này được ngoài 50 kỷ thọ, ông bà có một người con gái là cô Ngọc Thu, mới 18 tuổi xuân. Cô học trường nữ học đường, thi đậu cấp bằng sơ học hồi năm ngoái. Nay cô ở nhà coi sóc gia đình cùng mẹ. Cô không muốn làm cô giáo, vì ông bà chỉ có một mình cô là con đó thôi. Cô Ngọc Thu nhan sắc tuyệt vời, nên ông bà cưng cô lắm. Còn cô thì chẳng khi nào biết tưởng cái nhan sắc đó là tốt. Cô ít ưa sửa soạn như ai. Ngày chí tối cô chỉ lo nồi cơm trách cá cùng theo tiểu giá may quẩn thì học làm bánh trái cái tánh của cô thù ít gái ai bì kịp cô kỹ lưỡng khéo léo lắm từ năm cô thôi học về nhà cũng có đôi ba chỗ đến nói nhưng chưa xong chỗ nào ấy là ngọc còn đợi giá nói qua ông phán làm việc ngoài tòa ngày nọ có một thầy mới vào làm biro kế bên ông đây là thầy thông đỗ hữu châu thầy đỗ hữu châu nay mới vào khoảng hai mươi mốt tuổi thầy là một người thanh niên có chút nhan sắc không mập lắm vừa người không cao không thấp bực trung thầy mặc đồ âu trông ra phải người trai lịch bữa thầy đổi lại ông phán hỏi thăm thầy trình thưa theo phép lịch sự của người an nam rất tử tế ông phán lần hỏi tới rằng thầy được nhà nước công nhận bao lâu mới được vào làm đây và thầy đậu hồi năm nào bẩm ông tôi đậu tốt nghiệp năm ngoái mới thi vào ngành năm nay được đậu cao nên nhà nước cho vào làm đây thầy người ở sài gòn phải không thưa tôi ở tại hạt cần thơ ông thân thầy có làm chức chi chăng dạ ông thân tôi không có làm chi hết bây giờ thầy làm đây rồi ở nhà ai hay là mướn phố thưa tôi mới lên hôm qua này đi kiếm chỗ ăn cơm tháng mà chưa có chỗ ông phán nghe vậy vui miệng nói rằng Thôi thì ở với tôi đi Không sao đâu Nhà tôi có ý rộng rãi lắm Bẩm tôi hết sức cảm ơn ngài hạ cố Nếu vậy thì tiện cho cháu lắm Vậy rồi đồ đạc thầy để đâu Thưa tôi lên không có chỗ Phải mướn khách sạn nghỉ đỡ Nên đồ đạc còn ở ngoài hết Để mãn giờ tôi trả phòng và đem đồ lại nhà ngài Được Thầy cứ nhớ tôi ở đường B Số 11 đa cao đó Thầy biết đường chăng Thưa tôi chưa biết mà không sao kiếm thì được ông phán chỉ vẽ rõ ràng chỗ nhà ông ở cho thầy đỗ hữu châu nhớ kế đó đồng hồ đổ mười một giờ trống tang hầu đã đánh ông phán và thầy châu nắm tay nhau rồi đó thầy kêu xe kéo thẳng ra khách sạn mà chở cái rương còn ông phán có xe kéo nhà đón rước ông về tới kêu bà bảo rằng này mẹ nó mẹ nó bảo con thu nó nấu cơm thêm có một thầy tới dùng bữa Thầy nào vậy ông? Ừ, có thầy mới đổi lại sở. Thầy chưa có chỗ ăn cơm. Tôi bảo thầy về đây ở. Mình nấu cơm tháng giùm thầy được không? Được. Mà thầy đó bao lớn tuổi? Còn nhỏ, mới 21 tuổi. Tôi thấy thầy ăn nói dễ thương, làm nơi bảo thế. Tôi sợ khó chứ. Sao khó? Mẹ nó. Vì mình có một đứa con gái chưa chồng. Nếu cho thầy ở mà bằng trang nhau e khi họ nói mang tiếng chơi. Ôi Mẹ nó sao hay tín ngưỡng quá Tốt cùng xấu tại mình mà ra Bà nghe ông rầy làm thinh Bèn kêu Ngọc Thu bảo nấu cơm thêm Và đồ ăn khá một chút Ngọc Thu vâng lời lo dọn cơm theo khách Đúng 11 giờ rưỡi Quả nhiên thầy Châu đã chở rương tới cửa ông Ông Phán đương đứng ngó chừng Thấy thầy thì mừng rỡ Sa phu bưng rương vào Ông Phán chỉ chỗ để Bà phán chào hỏi thầy và trông thấy thầy Châu là một cậu trai nhỏ tuổi, mặt mày vui vẻ. Bà thầm khen trong bụng. Bà xuống hối Ngọc Thu dọn cơm lên. Cô Ngọc Thu bưng cơm lên chào thầy mà có ra e lệ lắm. Vì ông ở nhà không có mướn đứa ở. Bởi Ngọc Thu không cho mướn, chỉ để một mình cô làm công chuyện cho quen mà thôi. Khi mâm cơm dọn lên xong, ông phán bà phán mời thầy ngồi dùng bữa. Bà mở lời rằng, nhà tôi không có mướn được đứa ở bất tiện quá mà con thu tôi nó cũng không cho con sao nó chát chuyện cực cho nó chịu à ông nói ôi kệ nó nè tập mần mụn cho quen ở không làm gì đời này phải cần kiệm vậy mới được à thầy dạ người trí tính như ngài thật là cho kính phục quá à thầy thứ mấy vậy thưa tôi thứ sáu thầy được mấy anh em Dạ ông già tôi chỉ có một mình tôi Còn mấy anh em tôi đều mất hết Vậy rồi anh ở dưới với ai Ba tôi ở một mình Bà già tôi đã khoảng rồi Tội nghiệp dữ không Anh ở dưới có ai bảo hộ không Thưa có đứa cháu của ông già tôi 13 tuổi Ở nấu cơm cho ông già tôi mỗi bữa Nói vậy anh dưới cũng như bác đây chơi gì Bác chỉ có một chút gái Là con thu đó thôi Ông nói dứt mời thầy châu ăn cơm mà rằng thầy đáng như cháu thầy cứ dùng thiệt tình chớ chi ngần ngại vì như cháu trong nhà vậy mà Và dạ thưa cháu hết sức cảm mến ân đức của hai bác chiếu cố cơm nước đã xong ông phán bảo thầy sáu châu nghỉ ở chỗ bộ gián bìa ông lấy chiếu và sửa soạn cho thầy thầy lấy làm cảm mến vô cùng chiều lại ông và thầy đồng đi làm việc ra ngoài tòa biro lại gần nhau biết bao câu chuyện hỏi thăm chẳng dứt bữa ấy cô ngọc thu ở nhà chằn nhằn với bà rằng ba sao kỳ quá ba cho thầy đó ở trong nhà có mắc cỡ quá bà nói tại ba mày ta có nói mà ông cũng cho mình tốt là hơn từ nay thầy châu ở trong nhà ông phán lương được an rồi xong mỗi đêm thầy có ra buồn bực chẳng cùng thở ra thở vào nằm trơ biến ngủ một đêm nọ ông phán lương thấy thầy nằm coi sách mà có ý buồn bực thì hỏi rằng này thầy sao sao tôi coi ra từ thầy ở với tôi chẳng biết thầy có điều chi ngần ngại mà thầy chẳng đặng vui trong mỗi lúc ban đêm như thế thầy châu nghe hỏi lật đật ngồi dậy chắp tay thưa rằng thưa bác cháu có một việc lấy làm ngần ngại mà thiệt ra thì cháu không dám nói điều chi vậy thầy thầy cứ việc nói rõ cho tôi nghe thưa bác Cháu ngại gì ở trong nhà bác đây, hai bác hết lòng thương cháu, cháu sợ vì miệng thế dèm pha, e tội nghiệp cho cô hai về phần tiết giá. Bởi thế mà cháu buồn, và nữa là cháu buồn về nỗi ông thân của cháu. Không sao, về cái việc miệng thế mất người thì cháu chớ ngại chi. Trước khi bác cũng có suy nghĩ kỹ rồi. Bác chẳng hề như ai mà cháu lo sợ. Còn à, cháu nói cháu buồn về nỗi anh ở dưới là tại sao? cháu cũng nên nói hết cho bác nghe Bác đây có lòng thương cháu như ruột thịt vậy Thầy Đỗ Hữu Châu nghe lời ông Phán tận tình hỏi đến Dường như khơi mối cảm tình về nỗi gia đình thân phụ của thầy Nên thầy cúi đầu hai hàng nước mắt tuôn ra mà rằng Bác ơi Cháu lấy làm e lệ vô cùng mà chẳng dám nói ra Xong thấy bác là người đại độ Vậy thì cháu xin bày tỏ nỗi nhà Lẽ nào bác đi cười chê phận cháu Thưa bác cháu buồn vì cha cháu ở nhà chòi tranh rách nát áo quần tả tơi thuê mướn lạnh lùng vì thế mà hãy cháu nhớ tới cha già thì tất lầm đòi đoạn xiết bao đã mười mấy năm trường cha cháu chịu cực khổ làm mướn ở thuê cho cháu ăn học cho thành danh như ngày nay đây hôm nay cháu mới ra làm việc lương bỗng chưa tới tháng lòng trong dò dò chẳng cùng hễ tới tháng lãnh lương chút ít hầu về đưa cho cha già đặng không cho đi làm công việc lao lung kia nữa Mới hôm cháu đi làm đây Ông già cháu chạy đi mượn được năm đồng bạc Thật là đỏ con mắt Bác ơi tình cảnh của cháu nghĩ thôi càng thê thảm Cho nên giàu người gan sắc Tưởng khi cũng phải héo von huống lựa là cháu Thầy nói đến đây đôi hàng nước mắt không sao kềm đặn nữa Ông phán nghe rõ mấy lời thầy Sáu Châu nói chừng nào Càng động cả gan vàng thương xót Người giữ hiếu như thầy trong đời ít có Mà người như ông già thầy Châu tưởng có mấy ai ông hết sức cảm giác mà nói rằng Tôi nghe thầy nói tôi cảm thương vô hạn Vậy sao mấy bữa rày thầy không nói thiệt tôi hay Để rạng ngày tôi mua măng đa gửi cho anh dưới nhà Mời lên đây chơi Thưa bác Bác thương nói vậy Cháu thật không dám nhận điều bác nói gửi tiền cho ông già cháu Không sao Bác đây đã già tuần đến tuổi này Há chẳng biết cơ cuộc ở đời là thế nào Bác có dấu chi cháu thuở bác còn nhỏ ra ăn học y như cháu bây giờ đó cho nên bác cũng đã rõ cái nghèo nó sai khiến con người là bao khổ hạnh mất cả hiếu trung nhân nghĩa bác muốn mời anh lên đây trước là cho biết nhau sao bác có ý muốn tỏ ra một việc cần thưa vì chi vậy bác bác chẳng rõ cao xanh kia xui khiến thế nào mà lòng bác được nghe cái lai lịch của anh dưới nhà bác hết sức cảm mến nên bác muốn kết niềm liên ái nếu cháu bằng lòng, bác sẽ tính cuộc lương duyên cháu cùng con bác ở nhà đây, thành hôn cầm sắc thì giả bác mới tỏa cho, cháu nghĩ sao? thưa bác, lời bác dạy cháu đây cuối đội ơn dày, nhưng thân cháu hàng di cơ cầu, nào đâu dám đèo bồng mà phải không không đâu cháu? bác chẳng phải như người yêu ái đồng tiền mà cháu ngại lo. ông phán cùng thầy sáu châu trò chuyện tỏ bày mọi nỗi, thầy châu trong dạ nửa sợ nửa mừng. Chẳng rõ Hồng Phước cùng đọa hành của mình sau này nó phải ra sao Rạng ngày thật quả như lời Ông Phán hỏi rõ tên họ ông già thầy Châu Bèn sai Đăng Tông Mua cho ông một cái măng đa hai chục đồng Rồi viết thơ bảo thầy Châu cần nên viết cái thơ riêng của thầy Cùng niêm chung vào gửi về Cần Thơ Thầy Châu cực chẳng đã phải vâng lời ông Trong đêm đó Thầy Châu thư với ông sinh ra Sài Gòn chơi cho giải trí Thì ông nói rằng Hôm nay thầy lên trên này mà không đi chơi, ắt là buồn lắm. Thầy cứ việc đi chơi, chứ tôi đâu có nói chi, thầy phải hỏi. Tội nghiệp thì thôi. Thầy Châu đi rồi, ông Phán ở nhà mới kêu bà và Ngọc Thu mà cho hay rằng, ông đã hứa với thầy Châu như thế ấy. Vậy thì mẹ nó và con Thu, con nghĩ được không? chơi thầy Châu thật là đứa vừa ý cha lắm. Bà rằng, được lắm chứ, cha nó tính vậy cũng tốt. Con nghĩ sao Nói thiệt mẹ nghe đi con Cô Ngọc Thu nghe cha mẹ hỏi thì hết sức e lệ Hồi lâu cô thưa rằng Thưa ba má Tự ý ba má muốn dạy con sao Tức con phải nghe theo là phải Ông bà đã hiểu ý con mình Cũng vừa ý rồi Nói qua ông Đỗ Văn Dậu ở Cần Thơ Ôi từ bà khuất sớm đến nay Gần ngoài 10 năm dư Ông chỉ lăn lóc làm thuê mướn Mà nuôi con là cậu châu ăn học Nay đã đặng thành danh ông mừng chi siết kể toại chí vô cùng ngày đêm ông lo đi làm mướn cho người mà thầm vui lắm lúc ngày nọ ông được một bức thơ ông mừng quýnh chắc là con ông đi làm việc sài gòn gửi về thăm đây chứ không ai ông lật đật mượn người đọc cho ông nghe mới hay con ông đã vào sở rồi lại ở nhà ông phán lương được ông phán lương thương bao cho mượn hai chục đồng bạc đặt mời ông lên trên sài gòn chơi cho biết và thăm con luôn thể ôi ông nghe được tin đó còn có sự vui mừng nào hơn trong đời ông nữa ông lật đật đi lên nhà dây thép mà lãnh măng đa lãnh ra rồi ông mới lại tìm mua bán đồ cũ mua được một cái áo xiến dài ba đồng vừa nửa sạc lại với một cái quần trắng tám cắt ông về tắm cội sạch sẽ rạng ngày ông ngồi xe hơi mà đi sài gòn lên tới một độ không biết tòa ở chỗ nào phần thời kinh thành sài gòn rất là náo nhiệt biết ai hỏi bây giờ ông bèn ngủ ý lên xe kéo thì xong kêu sa phu hỏi biết tòa không sa phu nói biết tên sa phu trông thấy ông là người bần hàng ở dưới đồng lên tính kéo cho xa bắt ông trả tiền mắt ông lên xe ngồi sa phu kéo đi lòng vòng một hồi lâu ước độ hai chục phút đến tòa ông bước xuống trả một cắt sa phu không chịu đòi ba cắt cả hai cãi lấy một hồi ông phải trả ba cắt ngay xong độ đó tới bây giờ ông thấy tòa trong bụng hồi hộp quá chẳng biết đường nào vào chỗ con mình làm việc ông cứ đứng sớ rớ ở ngoài cửa hoài gần có một giờ đồng hồ không dám vào gặp ai vô ra ông cũng hỏi rằng thầy biết con tôi là thầy châu làm việc trong tòa không ai nấy thấy bộ ông thì dường như khi thị không muốn đáp lời ông rất là buồn bực nói thầm trong bụng rằng nếu kim không đặng mới làm sao bây giờ ông nghĩ ra một thế cậu phải ở ngoài cửa chờ chừng tan hầu đón thử coi có gặp cùng chăng tuy vậy mà nào đâu có khuất lấp cha chẳng gặp con hay sao quả nhiên khi mãn giờ hầu trong tòa mấy thầy ra trắng ông đứng mà mặt mày coi bộ lơ ngơ và nghi sợ có điều không gặp mà thôi mai đầu ông thấy một thầy giống con tức thì chạy a lại thầy sáu châu đương đi cùng ông phán lương phúc thấy cha trước mặt xem giường như thể chim bao thầy bước tới kêu ba ba lên bao giờ đây ba lên hồi trưa cha cha, ba chờ lâu quá tưởng đâu không gặp con được à mang khôn kế đó ông phán bước tới vỗ nón tôi chào anh mới lên thầy châu nói thưa ba bác phán hỏi ba đó ông lật đật xá một cái đoạn ông phán bảo thầy châu kêu xe kéo đặng đi về nhà một lượt cho vui thầy châu kêu xe xong cả ba xe kéo nhắm ra cao mà chạy riết về đến nhà ông phán bước vào ông dậu rất là bợ ngợ coi ra dường như kiêm vị lắm vậy ông phán lường nói rằng anh đừng ngần ngại chi cả tôi với anh vẫn là ngang vai nhau chứ có chi mà anh phải kiên nhường quá lẽ kế đó bà phán lên chào ông dậu và ngọc thu cũng lên hỏi xong bà cùng cô ngọc thu lo dọn cơm một mâm dĩ dèo nào thịt cá đồ chiên đồ xào đôi ba món ông phán lường mời ông dậu dùng bữa ông ngồi ăn mà rất là nhột nhạt phận mình không xứng đáng bữa cơm xong ba người đàm đạo này kia thăm hỏi Đến 2 giờ ông Phán mời ông Dậu ở nhà chơi Để ông cùng thầy Châu đi làm việc Ông Dậu vâng lời ở nhà ngơi nghỉ Chiều ông Phán và thầy Châu về Cũng cơm nước xong xuôi Đoạn ông Phán mới mở hơi nói qua việc làm xuôi da Ông Dậu nghe lấy làm lo sợ lắm Mà trong bụng có ý mừng thầm Ông Dậu cứ ngồi Chỉ nghe ông Phán nói rồi dạ chấm câu đó thôi Chứ không nói chi hết Lần hồi ông nói hết việc mà rằng Tôi định nếu anh cùng hai con nó bằng ưng thuận ý nhau rồi tức là lời hứa chắc như đá ghi tôi sẽ cho cưới một lễ mà thôi chứ không đòi lễ hỏi cùng lễ chi hết ông dậu bây giờ cứ từ chối hoài nói rằng ông nghèo chẳng có số tiền làm sao đi cưới ông cứ giữ lời thì khai ngay không hề giấu giếm chi ráo ông phán thấy ông dậu thật thà quá rất là thương xót mà rằng thưa anh ví dậu anh không có tiền mà cưới vợ cho thầy sao đây tôi có thể bao nổi anh đừng lo sợ chi cả tôi hết sức cảm ơn anh có lòng thương thằng nhỏ tôi vì tôi thương thấy tôi mới gả con tôi mà tôi còn đi so đo tiền bạc sao mà anh ngại tôi có về đâu lòng ngài rộng lượng quá vậy thì rồi đây anh về coi ngài ví như cách ít tháng tới đây ngày nào tốt đó anh cho tôi hay tôi sẽ tính cho dạ tôi xin vâng lời anh dạy đừng lúc nói chuyện đằng trước bà và cô ngọc thu ở sau rình nghe hết bà giọt miệng nói rằng anh đó coi bộ nghèo quá số à mà cho con học giỏi cũng đáng khen ảnh thiệt thà như bột con bằng lòng không thu thưa ba đã hứa với người ta rồi con nào đâu dám cãi thì còn gì thể thống của nhà mình bà làm thinh luôn cách ba ngày sau ông dậu về cần thơ ông hết sức mừng khoe nói với người này người kia và ông kiếm thầy coi ngày thì hai tuổi rất tốt nhưng chờ qua tháng mười một an nam nhằm bữa mùng mười mới cưới được Ông kệ người đem thơ gửi lên cho ông Phán và Cô Bình Hay như thế Còn ba tháng nữa mới cưới đặng Ông Phán chịu nói với thầy Châu rằng Ngày nay thầy cũng như con rể tôi trong nhà rồi Đây qua tháng 11 cũng chẳng lâu lắc gì Vậy cũng là tốt Thầy Châu rất mừng thầm Chờ ngày én đặng gần anh cho thỏa tấm lòng sử kinh cực nhọc Ôi dè đâu cuộc đời còn trắc trở Việc dở dang biến quá vô chừng Cách nửa tháng sau ông phát lương dùng phát bệnh đau ruột đem vào nằm nhà dưỡng đường hơn mấy tuần không thuyên giảm càng ngày càng mòn mỏi quan lương y chạy không thể bệnh ông hết được ông nghe vậy khóc quà bà và ngọc thu cùng thầy châu biết bao nhiêu nước mắt tiếc thương ông bảo đem ông về nhà chờ ngày nào hay ngày ấy quan lương y cũng vui lòng cho về về nhà được ba bữa đêm nọ ông phát mệt ông biết thế không xong ông bèn kêu đủ mặt bà và ngọc thu Cùng thầy Châu Mà trăn trối mọi lời sau trước rất kỹ càng. Sau hết ông có lời rằng, Này bà nó và con Ngọc Thu, Bà nó hãy nhớ lời đinh ước của tôi, dầu cho có cuộc tan hiu đi nữa, Thời tháng 11 tới đây, Cứ việc cho thầy sao cưới con Thu cho rồi đi, Cho đừng mê tín dĩ đoan mà đổ thừa bậy bạ bà đã nghe. Bà và cô Ngọc Thu xin dân, kế đó ông tắt hơi hồn nương tiên cảnh suối vàng một giấc muôn năm cả ba người đều khóc ré lên xin nói tóm tắt rằng cuộc tống tán ông rất là trọng thể mấy thầy mấy ông yêu mến đức ông tới đưa linh rất là đông đảo xong cuộc rồi thì thầy châu cũng ở trong nhà đó mà hôm sớm xem sóc trước sau tuy đã biết ít tháng nữa đây thì thầy sẽ giao bôi hiệp mặt vợ chồng cùng cô ngọc thu bề trong gan phổi của hai người rất là yêu mến vợ ý nhau lắm nhưng bề ngoài vẫn là e lệ luôn luôn từ hồi mới hứa tới giờ không khi nào nói chơi một tiếng lơi lả cùng cợt chi tuy ở một nhà như là cách vắng nói qua bà phán ở nhà từ ngày ông già thầy sáu châu lên chơi ông phán đem lời hứa chắc bà mới hay là ông già thầy châu người nghèo hèn quá đổi không áo mặc đi làm mướn làm thuê không sướng ngồi xuôi e khi thiên hạ chê cười nhưng mà bà không dám cãi lời ông cho đến khi ông gần chết còn trăn trối y lời mà bà trong bụng cũng thầm buồn lung lắm nay ông mất rồi bà càng không muốn ngay bữa nọ bà kêu cô ngọc thu mà nói thiệt như ý bà chẳng muốn gả con cho thầy châu bà muốn kiếm thế đuổi thầy châu đi chỗ khác mà ở cô ngọc thu nghe qua như sét đánh vào tai tối tâm mày mặt ngồi lặng thinh bà cứ hỏi mãi cực chẳng đã cô chẳng biết nói sao liền đáp rằng thưa mẹ con nghe làm như vậy buồn lòng cha ở cửu tuyền lắm đó kiếp chết là mất Còn buồn rầu nói gì cả Con nghe lời cha con Mẹ e cho sau này chúng bạn chê cười Mà mang tiếng tới mẹ đây nữa chứ Làm vậy biết có sanh ra thù quán khó lòng lắm mẹ Thù quán cái gì Con không ưng ai cấm Đâu đó nó có cò quan sợ chi điều thù quán đó con Cô Ngọc Thu nghe mẹ nói quá nổi thiết tha Cô không muốn cãi lời chi nữa Bèn nói rằng đó là tự ý mẹ Làm sao cũng được Để rồi mẹ lập cớ đuổi Phước Thầy Châu cho rồi rảnh Chiều bữa đó Thầy Châu đi làm về Bà bỡ lời rằng Nè thầy Sáu à Giả lại hồi cha nó còn sống thì dễ Chí như bây giờ thầy ở trong nhà tôi e Cho tiếng thị phi người ta nói Chi bằng thầy kiếm ở đỡ chỗ khác Rồi qua tháng 11 đi cưới dễ hơn đa thầy Thầy Châu ghe qua cũng cho là phải lẽ Thầy xin vài bữa kiếm chỗ ở đầu ăn cơm thám với người ta cho tiện mà lòng thầy chẳng rõ mưu bà chỉ là vui vẻ như thường sự chỉ có một mình cô ngọc thu buồn bã chẳng cùng không biết liệu thế nào hầu cho thầy châu rõ coi phải tính nghĩ cho sao cô bèn vào phòng viết ra một ít chữ đem để chỗ bia rô thầy châu thường ngồi thầy châu đi hứng mát ở ngoài trước bước vô lại lấy sách coi bỗng thấy có miếng giấy nhỏ để trên mặt bàn thầy cầm lên xem thấy mấy hàng chữ như vậy hỡi thầy sao ơi Thầy có hay có rõ điều chi không Nay mẹ em có lòng phụ bạc lời đính ước của cha em Không muốn gả em cho thầy Vậy em muốn tối nay vào khoảng một giờ Thầy lén bước ra sau nhà dưới Để cho em hỏi thăm mọi nỗi tỏ lòng Xin thầy xá tội cho Ngọc Thu ký Thầy cho cầm miếng giấy mà sửng sốt Đọc đi xem lại mấy lần Thầy dùng nhớ lại hồi chiều bà Phán có bảo mình ở nơi khác Ấy là trúng ý rồi còn chi Ôi lúc bấy giờ hồn phách thầy nó dơ vẩn nơi nào Nghĩ xét điều chi cũng không được hết Chỉ nhức nhối cả ốc đầu đó mà thôi Thầy ngồi đó dây lát ướp mặt dưới bàn Cùng ngọn đèn leo lét Cô Ngọc Thu thì ở trong phòng sảy lén nhìn coi Thấy thầy như thế càng chua xót gan vàng Chính khúc đòi đoạn Trong cho đến một giờ hầu bàn luận cùng thầy Phải nghĩ làm sao Bà phán thấy thầy Châu thức khuya bảo rằng Làm gì bữa nay thầy thức khuya dữ vậy à thầy chớ buồn Không sao đâu Dạ thưa cháu đâu dám buồn Nhưng Nói đoạn thầy tắt đèn đi nghỉ Đồng hồ lần gõ 12 giờ Mà chờ cho tới 1 giờ cứ nghe tích tắc Dường như liệt máy gõ vậy Chờ quá lâu không nghe gõ Chừng nghe một tiếng bon Thầy Châu và cô Ngọc Thu ngực đà đánh trống Cô Ngọc Thu lần dò bước xuống trước Kế đó thầy Châu mò theo Rủi đầu đụng nhầm một cái ghế Ngã xuống gạch cái rớp Mai thầy Bà phán không hay Làm cho hai người quảng hốt Hồi lâu im lặng Thầy xuống tới nhà sau Trông thấy cô Ngọc Thu ngồi nơi bộ gián Cùng với ngọn đèn dầu hôi leo lét Cặp mắt đỏ ao Thầy Châu bước lại ngồi ghé góc gián tiếp lời rằng Cô hai ơi Tôi chẳng rõ vì cớ sao Bác nở lòng tính ra việc ly hôn Tôi cùng cô như thế Nếu quả vậy ắt là tôi phải Thầy nói chưa kịp dứt lời Quá ra nghẹn ngang trong cổ Đôi hàng nước mắt tuôn dầm Cô Ngọc Thu cầm khăn mù xoa để nơi miệng Đặng ém lặng nước mắt mà đáp rằng Thầy ơi Vì mẹ tôi đem lòng phụ nghĩa Quên lời ước hẹn của cha tôi Khiến lòng tôi dằn đè sự trái lương duyên cho Đặng Nên mới thất lễ như vậy Có lẽ nào thầy đi chấp em Rồi đây thầy phải đi đâu Và tính cách nào xin cho em biết Thầy châu nghe Càng cảm mến lương tình hoàng nặng Thầy đáp rằng Tôi đi ra cũng chưa chắc ở nơi nào hôm nay tôi xin thề trước mặt cô rằng nếu tôi chẳng đặng cùng cô giao bôi hiệp mặt thì thề ở vậy mãn đời mới là mát dạ nhưng tôi cho lòng tôi khó nổi dặn đè tới đâu hay đó thầy cho rằng khó thế thầy dặn lòng mà là thầy phải đi con đường nào em chưa được rõ có một đường rầu quá e khi khó dặn mà phải trời đất ơi nếu lòng thầy quả quý thương em đến thế còn em đây thì phải ra sao vậy tôi xin thề quyết với thầy rằng nếu mẹ tôi làm bức Tôi chẳng được gần thầy Tôi quyết ở về trọn đời Cùng vào chùa thí phát gửi thân cho Phật Hầu thỏa dạ vì ai với ai Vậy ngày mai này Thầy có đi ở chỗ nào cần kiếp Thầy cho em hay Tôi hết sức cảm cảnh cùng cô Tôi ở chỗ nào tôi sẽ nói rõ cho cô biết Vừa nói chuyện đến đây Phúc nghe bà phán thức dậy tầng hắn đằng trước Hai người hoảng hốt Thầy Châu cả sợ lẽ bước tuốt lên Nằm yên trong mùng Thì bà mới vừa dặn đèn lên Cô Ngọc Thu cũng vào phòng rồi, thiệt là hết sức may cho hai người. Sáng ra thầy Châu thức dậy sớm, mặc đồ vào, đi thăm hỏi chỗ ở ăn cơm tháng. Thầy đã gặp được ở nơi đường em mờ, trước thầy làm việc về tỏ cho bà hay rằng, chiều thầy sẽ đi ra khỏi nhà bà. Bà rất đổi vui mừng, thầy Châu viết một cái thơ giả từ cô Ngọc Thu và chỉ chỗ thầy ở rất rõ ràng. Chiều lại thầy về, lén bước ra sau trao thơ cho Ngọc Thu. Ngọc Thu liền lấy trong túi áo trao lại cho thầy một bức thơ tâm quyết. Hai người trao thơ qua lại rất là lẻ làng, chẳng được một lời chi tất cả, chỉ yểm lụy đó mà thôi. Thầy Châu tức thì kêu xe kéo chở rương, giả từ bà phán mà đi. Ôi, thầy Châu tới chỗ ở rồi, dở thơ cô Ngọc Thu ra xem, biết bao lời Châu Ngọc để tỏ tình ái nghĩa nặng nề. Thầy càng xem nước mắt dầm về, còn cô Thu lén xem thơ thầy, siết bao đau đớn, hai người thề với nhau rằng ngày sau chẳng đặng chung đồng chồng vợ thì ai cũng ở vậy trọn kiếp mới nghe lúc bây giờ bà phán thấy cô thu buồn bà hết lời khuyên giải này kia lý thuyết rất là đố kỵ với cô thu nhưng cô giả nghe lời mọi việc tơ duyên đâu khéo trớ trêu nhiều nổi cách mười hai ngày sau có một ông cò mi mới đầu vào làm việc lại là con của một ông điền chủ giàu có ở miền hậu giang Ông Cò Mi lại mướn phố gần bên bà Phán mà ở hàng ngày đi làm việc Ông chưa có vợ Một bữa nọ ông thấy cô Ngọc Thu sắc nước hương trời Ông rất lấy làm khoái dạ Mới hỏi thăm và biết rõ cô chưa chồng Ông tò mò qua nhà bà Phán mà làm quen Bà Phán hỏi qua tâm sự Bà rất vừa ý ông Cò Mi Muốn gả con mình cho ngay Bà nói xa nói gần với ông Cò Mi ta nghe được xiết nói vui mừng kệ người đến nói bà kêu cô thu ra hỏi thì cô thề ở vậy trọn đời không bằng lòng lấy chồng dẫu cho ông gì cũng chẳng biết ham vì cha đã sở định mà chẳng thấy trọn duyên thì thôi bà hết sức tức giận đánh cô thu một bữa mỗi tay cô cũng là nhất định bà tức quá bày chuyện cùng ông cò mi bảo tối qua bà ra tay ép chế cò mi rất hừng chí đêm ấy giả ở chơi khuya rồi bà giả đi chợ ông ta ở nhà thả ra giọng trù nỉ non êm ái Ai dè cô Thu mắng giải chẳng kể chẳng kiên Làm cho ông ta hổ thẹn Nhưng càng hổ thẹn càng hành hung Dám bước tới toan ra tay Cô Thu biết thế không xong Bèn mở cửa sau chạy đi trốn ngoài đường Cò mi liệu chẳng được bèn bỏ về nhà đóng cửa Vậy lâu bà phán đi xe kéo về Vào trong bị cửa đóng Bà kêu Thu ơi Thu hỡi Ông Cò mi bước ra đưa chìa khóa cho bà Và thuộc lại chuyện ấy Bà càng nổi giận vào trong kiếm cô Thu không có Bà quảng sợ kêu réo âm sùm Cô Thu lúc này đương núp vào một lùm kiển mà trốn Chừng nghe bà kêu quá lật đật đi vào Bà nắm đầu đánh giả Nghiến ngầm nhỏ nhỏ Bà ngắt véo cô đà đỏ mặt mà nói rằng Mi à, dài dột lắm mà Ta giết mi à, không biết tiếc Cô Thu vẫn làm thinh không nói lại chi hết Trọn đêm nay cô không ngủ chút nào Cô viết thơ gửi cho thầy Châu hay nổi ấy Ôi thầy Châu được thơ cô cầm xem mà rung khang Giận thay mẹ con mà đành ác độc cho đến thế tình Cô Thu có dặn thầy Đêm 12 tây lúc 11 giờ thầy lại đó Cô sẽ mở cửa nhà sau Đặng cùng nhau thấy mặt giờ chót Cô muốn toan tự tiết Thầy y lời Đến đêm ấy thầy đến đúng giờ Quả nhiên cô Ngọc Thu mở cửa Biết bao lời than thở ai bi thảm thiết Cô Ngọc Thu cho thầy hay rằng Cô quyết một tháng cho yên thân phận Thầy Châu đem lời giảng dứt Nhiều nỗi gây go Chí cùng thầy nói rằng Nếu cô vì tôi mà liều thác ắt tôi cũng vì cô mà bỏ sở cùng chung cả hai tính đã hết thế cùng tâm thầy châu nhất định rằng nội đêm mai sẽ cùng nhau trốn đi xứ khác cho tròn chữ trung tình dầu cho lận đận lao đao hột muối cắn hai cũng đành dạ cô ngọc thu cản thầy thế nào cũng chẳng được đành y lời kỳ hẹn ra đi thầy về lo đồ đạc còn cô thì sắm sửa áo quần cô có một số tiền hai chục đồng những vàng vòng chuỗi hột cô đều trả cho mẹ cô viết thơ để lại cho hay và nói rõ ràng cơ cuộc vì sao mà cô đi vào khoảng mười hai giờ khuya đêm sau thầy châu đến sau nhà gõ cửa nhỏ trong cô thu mang gói đi ra mà hai hàng nước mắt xối tuôn mờ mịt hai người kêu xe kéo ra chợ mới sài gòn rồi lên xe về vĩnh long mà đi xe hơi xuống tới vĩnh long thầy châu đi mướn phố là một tháng hai đồng mà ở đỡ vì trong mình hai người có ba chục đồng mà thôi ở đó cùng nhau nương dựa muối dưa tiện tặng để lo mưu thế làm ăn Thầy Châu qua ngày sau có về Cần Thơ mà thăm ông già ruột Thầy chẳng dám nói ra việc thầy bỏ sở, sợ, sợ cha buồn Thầy thăm dây lát trở đi qua Vĩnh Long Nói qua bà phán ở nhà Rạng ngày mới hay cô Ngọc Thu trốn đi mất rồi Bà hết sức kinh sợ Vì bà có một đứa con đó thôi Tuy ngoài mặt rầy đánh chứ trong lòng thương xót lắm Lúc bấy giờ bà khóc lưu bù, kể lễ ỉ ôi Bà tuốt ra ngoài tòa thì nghe nói thầy châu đã bỏ sở mà đi mất rồi thế đã đành thầy châu dắt cô ngọc thu đi rồi chứ ai qua bữa sau bà ngồi xe hơi đò tuốt xuống cần thơ mà kiếm nhưng bà đã không biết chỗ ông già thầy châu ở làm sao mà tìm cho ra bà đành trở về ôm sầu chát thảm lúc bây giờ bà nghĩ kỹ lại mới biết ăn năn con mình vì nghe lời cha nó buộc nó chẳng nghe mình cũng đáng lý lắm ôi bà ăn năn chừng nào càng thương xót ngọc thu và thầy châu biết bao nhiêu kể xiết bà mãn rầu ốm xanh sau cách một tháng bà đã nhúm bệnh bà mang bệnh càng khóc kể ai bi không người săn sóc thật là bà hồi tâm hối hận vô cùng nói qua thì châu và ngọc thu đã thành nên chồng vợ chăn gối ấp yêu vô cùng vừa già. tuy rằng lao đao lận đận mà hai người vẫn giữ một mực chung tình cạn chén khi đi ra có ba chục đồng nay gần trót tháng xài đã hết tiền ngọc thu buộc mình chẳng nệ nổi cực lòng cô ra buôn bán ngoài chợ Vĩnh Long những là thơm mít xoài ổi đồ hàng bông mà kiếm tiền cho qua bữa còn thầy Châu lo đi kiếm sở làm chưa ra cô Ngọc Thu trong gan tuy là vì cha theo chồng nhưng hết lòng thương mẹ hằng để ý kiếm người hỏi thăm mẹ từ một tháng nay cô có lén về ba lần mà thăm xong bà nào hay biết ngày nọ có một người biết bà phán vợ của thầy Bảy Chi cũng làm việc tòa Sài Gòn quê ở Vĩnh Long nên về thường lắm bữa đó có gặp thầy vợ thầy chi nói rằng bà phán đau nặng cô nghe như ai sẽ lá gan vợ thầy chi chẳng về cô là con bà phán vì cô nói giấu rằng cô là cháu bà phán cô nghe vậy lật đật bưng đồ về nói lại cho thầy châu hay hai người bàn tính với nhau ngày mai về trển mà thăm dầu mẹ thương ghét tự nơi mẹ lấy bóp ra chỉ còn có bốn đồng hai bạc tính đủ tiền xe hai người không dư nếu lên trển mà có bề gì thì không tìm về Thầy Châu nói rằng Dẫu cho nguy hiểm thế nào Hai ta cũng đi về thăm má Mình đừng ngại lo Rạng ngày vợ chồng đồng đi Về đến bước vào nhà Hai người hết sức lo sợ Tuốt vào trong giường bà nằm Chỉ có một đứa tớ gái săn sóc bà Bà vừa mở mắt trông thấy Ngọc Thu với thầy Châu Bà đương đau nặng mà lợm cơm ngồi dậy Miệng khóc lên kêu Trời đất ơi con ơi Mẹ lỗi với con Con đừng chấp nhất mẹ Thầy sao có giận tôi không ngọc thu ôi mẹ nay hối hận vô cùng vì mẹ rầu mà phải đau đây cô thu ôm mẹ khóc quà thầy châu vô cùng cảm xúc ba người tỏ rõ nỗi đau đớn bấy lâu ấy cũng do nơi bà mà ra hết bà khóc thôi nức nở kế đó bà phát mệt lên thầy châu và cô thu lo than thuốc nhưng mà bà càng đấm nặng bà biết trong mình không thể sống bèn trăn trối mọi lời cùng chỉ cả bạc còn hai ngàn đồng vàng được chín mười lượng đều giao lại cho cô thu cùng thầy châu hết kế đêm sau bà cởi hạt chầu trời âm dương hai ngã ngọc thu khóc kể nỉ non vợ chồng lo cất tán xong cuộc vợ chồng thầy châu được số bạc một ngàn mấy đó ra sài gòn lần hồi lập tiệm nhỏ mà buôn bán hiện bây giờ cửa hàng của thầy châu và cô thu đến mấy chục ngàn kinh dinh sự nghiệp danh giá biết bao quý giá vô cùng vậy ở đời hỏi có mấy ai hết chuyện